bao mùa xuân đẹp như bức tranh, bao pháo vui dạt dào nhà nhà vui mừng đón xuân, nâng chén xuân ly rượu vui chúc mừng, nâng chén xuân ly rượu vui chúc mừng, chan quà cùng báo lời chúc nhau, năm mới vui xuân dày đời mình luôn tươi đẹp hơn, mau ước mơ đôi mình chung sức chung lòng dựng xây, yêu đến khi bắt đầu trao mãi khúc nhạc quê tình yêu. Chào xuân bát ngát giây phút thiêng liêng rung ràng chứa chan lòng ta, tiếng chim ca rung ràng thông sân trong lân đi đùng, mùa xuân tươi như là ước mơ gửi nhau đôi dần thơ, xuân an hòa chúc nhau ly rượu mừng vui, mai vàng từng cánh hoa khoe màu ngoài hiên qua cũng qua làng gió đùa ngang bao người, tiếng nói nụ cười náo nức gần xa, đò ngang đưa bước người sang về thăm quê nhà thăm đất trời giao xuân. À các bạn, ngoài sau lưng của mình chính là bến Bình Đông các bạn, bến Bình Đông nơi tập kết rất là nhiều những chiếc ghe chở qua và chở kiển ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long tập kết về tại quy tụ về bến Bình Đông các bạn để chở qua kiển phục vụ cho dịp Tết Nguyên Đán này. Bây giờ mời các bạn cùng theo chân mình để chúng ta cùng xuống bên dưới để tham quan nhé. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày hôm nay, chiều ngày 25 tháng Chạp năm Quý Mão, mình lại tiếp tục có mặt ở chợ Hoa Xuân bến Bình Đông, quận 8 thành phố Hồ Chí Minh, một trong những chợ hoa xuân lớn bậc nhất tại thành phố Hồ Chí Minh, để ghi nhận tình hình cho các bạn xem những nơi triển lãm hoa, đồng thời chúng ta cũng xem tại đây những người tiểu thương và những người mua hoa năm nay họ mua bán như thế nào. Như video trước mình cũng đã chia sẻ các bạn thì có rất là nhiều tiểu thương người ta cũng rất là lo lắng các bạn, kể cả nhà vườn, tại vì tình hình năm nay hoa bán rất là chậm mà đồng thời là giá được giảm xuống mà có thể gọi là rất là thấp luôn bạn. Mình thấy những người mua hoa người ta nói còn thấp hơn ở những nơi khác, tại trung tâm thành phố mà thấp hơn những nơi khác. Thì như các bạn cũng thấy tại đây thì con đường vận chuyển được vận chuyển bằng đường sông các bạn, nên là chi phí chắc cũng có thể là giảm đi được phần nào, nên là giá nó cũng nới hơn so với những nơi khác. Và đến đây các bạn có thể là gửi xe tại trường trung học phổ thông Võ Văn Kiệt, một ngôi trường mình thấy là rất là đẹp các bạn, rất là đồ sộ luôn, tại quận 8, bến Bình Đông quận 8 thành phố Hồ Chí Minh. Ở đây là hướng về khu vực Mấy Cốc các bạn, bến Mấy Cốc giờ ngược sáng rồi. Bây giờ có lẽ là mình sẽ đi trở lại khu vực ngay trung tâm của sân khấu chính lễ hội hoa xuân trên bến dưới thuyền. Tại vị trí phía trước trường Võ Văn Kiệt thì mình thấy có những cái tiểu cảnh để chúng ta chụp hình rất là lý tưởng các bạn. Đây mình thấy là các bạn trẻ rồi các bạn gái, bạn nam, bạn trai bạn gái đến chụp hình ở đây rất là nhiều. Một khung cảnh mình thấy là có triển lãm những bức tranh, những vị trí. Đây các bạn, vị trí chụp hình rất là đẹp luôn. Ngày Tết rồi, bữa nay là ngày Chủ nhật các bạn. Tất cả các học sinh ở trường tiểu học cho đến trung học phổ thông, các trường đại học cũng đã nghỉ học rồi. Ngoại trừ một số công ty còn tăng ca thì còn tiếp tục hoạt động các bạn. Hầu hết là bây giờ là cũng nghỉ Tết hết rồi. Tại các cơ quan thì mình nghe như còn làm việc tới ngày thứ hai nữa là xong. Ngay đây các bạn gửi xe cũng khá là gần thôi, mình nghe nói 10.000 thôi, nãy mình cũng chưa có hỏi giá. Các bạn đi chợ Tết mặc áo dài ở bà ba rất là đẹp các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xem tổng quan, các bạn xem tổng quan về khu vực chợ Hoa Xuân bến Bình Đông. Rồi sau đó là mình tiếp cận gần hơn ở những thương lái để nghe họ chia sẻ như thế nào nha.
Ở đây là chỗ bán tranh, những cái bức tranh tài lộc, đem lại sự may mắn, những lời chúc may mắn đầu xuân. Cường bán quà lưu niệm xinh quá. Ở đây mình thấy có những vị khách nước ngoài cũng đi chợ hoa xuân đây các bạn. Ở đây là mình thấy là có viết chữ thư pháp đó nha các bạn. Tranh thư pháp rồi chữ thư pháp luôn. Đây là ngay khu vực phía trước cổng trường Võ Văn Kiệt, Trung học Phổ thông Võ Văn Kiệt. Tranh thủ bây giờ còn ánh nắng mặt trời, những ánh sáng tự nhiên này mình sẽ ghi hình chia sẻ cho các bạn xem sơ qua. Rồi tối thì sẽ có cái vẻ đẹp của giấc tối các bạn. Ở đây mình thấy là có các ông đồ bày mực tàu giấy đỏ rồi đây. Chúng ta thấy là đậm chất Việt Nam các bạn. Đây, một ông đồ rất là trẻ đang viết chữ thư pháp các bạn. Chụp kìa. Đồ dễ thương quá. Đây các bạn thấy đây. Đây là những bao lì xì các bạn, bao lì xì rồi những cái tấm thẻ mình thấy như là đeo lên những cái treo những cây mai các bạn. Nhiều vật dụng tranh thư pháp, chữ thư pháp. Khu vực này ngay ở gần sân khấu bạn, gần sân khấu chính ở cầu đi bộ số 6. Đây chúng ta có những đồ vật để trưng trong ngày Tết, tài lộc. Đây chúng ta thấy có một mô hình chợ quê các bạn, này là bánh tét nha. Này các cô có bánh tét đây, gói bánh tét đặc sản xứ Nam Bộ các bạn. Đây mô hình nồi nấu bánh đêm xuân nha các bạn. Một loại bánh là không thể thiếu trong những ngày Tết nha. Chiếc thuyền là các bạn thấy là đậm chất miền Tây các bạn. Không nói đâu xa, chúng ta quay sang phía đối diện đây là có rất là nhiều những cái chiếc ghe, chiếc thuyền ở dưới này. Mình kiếm cái khoảng nào trống xuống mình quay cho các bạn xem luôn. Qua giấy cũng không cần phải đậy, có mấy cái chỗ mà các bạn thấy che bằng lá hay bằng lưới gì đó, đó là qua dạng thọ, qua cúc. Những loại hoa đó thì nắng này phải bảo quản cẩn thận hơn. Và kè mới được làm xong luôn nha các bạn. Đây là góc nhìn từ cầu Chà Già. Chiều ngày hôm nay thì có phần lễ khai mạc hội chợ hoa xuân các bạn, nên là mình thấy các anh công an rồi bên giao thông rồi dân phòng trực rất là đông vui, rất là nhộn nhịp. Này là hoa cúc. Một trong những loại hoa trưng vào ngày Tết là bạn cúc vạn thọ. Rất là ý nghĩa, mà giá thì thường là nó cũng khá là mềm các bạn. Nó không có đắt như những cây khác, như mai thì thường giá cao hơn. Và năm nay ta có thêm bông giấy nữa. Mai vàng các bạn. Ở đây không có ghi giá, mình là cái chỗ bên đây mình thấy có số chỗ tôi có ghi giá. Mình hỏi hoài thì cũng ngại quá. Bây giờ chiều mát thì mọi người bắt đầu đi chợ hoa đông hơn. Đây các bạn thấy phía bên đối diện bên đây
ngoài khu bài mực tàu giấy đỏ để chúng ta viết những chữ thư pháp, những lời, những câu chúc Tết rất là hay, rất là ý nghĩa. Thì khu vực này chúng ta có một cái không gian hoa xuân để chúng ta có thể là chụp được những bức ảnh kỷ niệm tại đây. Bây giờ chắc có lẽ là tranh thủ đi lên chiếc cầu đi bộ các bạn, để mình lấy toàn cảnh bên dưới sông, trên bến dưới thuyền. Hồi nãy giờ mình quay trên bến không à, dưới thuyền chưa có quay. Khu vực này là khu vực triển lãm mà, khu vực này không có bán bông. Từ đây tới khu vực sân khấu. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lên chiếc cầu đi bộ nha. Đây các bạn trong những cái trang phục rất là xinh xắn. Một con đường phải nói là từ Tây sang Đông và từ Đông sang Tây. Thường là mình đi xe máy từ Tây sang Đông, đi đường này là gần nhất các bạn, được phép đi thẳng luôn. Đèn đỏ chúng ta cũng xe máy được phép đi thẳng nên rất là lẹ. Đây mình thấy là các nhiếp ảnh gia cũng đã có mặt tại đây để tác nghiệp. Rất là nhiều các bạn, rất là nhiều các nhiếp ảnh gia tại đây để ghi lại những bức ảnh đẹp. Đây các bạn có thể là nhìn những chiếc thuyền bên dưới bến Bình Đông đây. Giờ mình đứng đây zoom lại các bạn. Quá trời đông luôn bạn, rất là đông vui luôn. Thường là đi xe không mà đâu có được đi trên này các bạn. Nay gửi xe được đi bộ nè. Mình thấy có lực lượng phòng cháy chữa cháy rồi túc trực ở đây để cho buổi lễ được an toàn hơn nha các bạn. Rồi đứng ngay đây ngay máy phát điện luôn rồi bạn. Đây chúng ta nhìn xuống sông đây các bạn, quá tuyệt vời luôn. Rồi ba ít thôi. Đây các bạn nhìn thấy là khúc ngược lại cũng vậy các bạn ơi, khúc sông ngược lại có rất là nhiều những chiếc ghe. Đa phần mình thấy đây là những chiếc ghe bầu bằng cây ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long quy tụ về đây để cung cấp hoa kiển cho hội chợ hoa xuân. Ở phía ngược lại thì ngược sáng nên mình không có ghi hình được nha các bạn. Rồi hồi nãy nhờ mình chạy nhanh chút xíu vô được các bạn, bây giờ hình như mình thấy là chặn lối vào không cho đi xe vô luôn rồi. Thì gửi xe xa hơn, hồi nãy mình tranh thủ mình vô sớm nên là các bạn khi đến đây để đi chợ qua thì các bạn nên đi sớm nha các bạn. Thì sớm trước khoảng 5 giờ hoặc là tới 5 giờ rưỡi thôi để các bạn gửi xe gần hơn. Và bây giờ mời các bạn đi tham quan vòng vòng các bạn. Trên cầu đi bộ thì những ngày này các bạn thấy là được ban tổ chức chuẩn bị bài trí những chậu hoa, những cái tiểu cảnh ở đây để chúng ta có thể là chụp được những cái bức ảnh làm kỷ niệm. Chào các bạn, vị trí mình đang đứng đây chính là chiếc cầu đi bộ số 6 nha các bạn, nơi dẫn từ đại lộ Võ Văn Kiệt qua bên phía bến Bình Đông, nơi có diễn ra chợ hoa xuân lớn bậc nhất tại thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn có thể là nhìn thấy bên dưới dòng sông hiện bây giờ những chiếc ghe
ghe bầu, ghe cây chở đầy ắp hoa kiển để phục vụ cho chợ hoa xuân tại thành phố Hồ Chí Minh năm 2024 nha các bạn. Đây các bạn nhìn thấy nè. Và sau lưng mình các bạn có thể nhìn thấy thêm một ở phía bên tay một bên phía màn hình đó, đó là sân khấu nơi sẽ khai mạc lễ hội hoa xuân vào tối đêm nay. Bộ số 6 ở một chiếc cầu dẫn từ phía trung tâm của thành phố Hồ Chí Minh ở phía bên quận 5, quận 10 đại lộ Giới Văn Kiệt dẫn qua bến Bình Đông. Phía trước mảnh các bạn đó chính là bến Bình Đông, khu vực con đường bến Bình Đông các bạn. Bên cạnh dòng sông luôn. Đa phần những hoa kiển ở đây được chở đến bằng ghe, bằng những chiếc ghe. Đây là cũng là một trong những nơi tại thành phố Hồ Chí Minh còn giữ nét truyền dựa. Nhiều thương lái vẫn chọn phương án là chở bằng xe, tại vì bằng xe thì sẽ nhanh hơn, linh hoạt hơn. Còn chúng ta chở bằng ghe thì cái nào cũng có cái ưu điểm cái nhược điểm các bạn. Bằng ghe thì mình chở qua thấy nó được nhiều hơn, an toàn hơn, nhưng mà đi lâu hơn. Còn xe thì linh hoạt lẹ hơn, nhưng mà chở qua thì có nguy cơ bị dập nhiều hơn. Hoa mai nở vào nơi nơi, ngày vào xuân xuân, ngày vào xuân thênh thang xuân sao gửi nhau. Những mùa xuân qua trong em yêu, em yêu đâu dám hiếm mùa. Để mùa xuân sau đón Tết xuân. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nổi bạn, ngày về ngại quá. Đây qua giấy đây, mấy anh đi giao hàng đây. Thường là chân qua giấy này là dễ các bạn. Cái này loại qua nó nhuyễn như chậu vậy hả chị? Tùy loại. Có dịch vụ đưa về tận nhà luôn mà, cũng tiện. Anh chị dây nhiêu chậu vậy em? 150. 150 thôi cũng được ha. 150 này các bạn. Mua có con chậu rồi hả? 150. Mua em, mua đi chị, mua đi em lên luôn cho. Đây chậu gì 150 thôi các bạn. Đây, các bạn thấy nguyên vàng gì là 150 chậu đây. Đây là ớt nha các bạn. Khu vực này là gian hàng ở Bến Tre không các bạn? Đây vườn hoa hồng luôn ha. Nãy sao thấy tưởng nó từng vi. Mai Tắc Lê Kim Thanh Bến Tre. Vậy tới đây hết rồi bạn. Đây là bờ kè đang làm.
Âm rề bán được nhiều không chị? Lên được mấy? Mới lên rồi hả? Hôm nay chưa rộ hay sao ta? Thấy đường hơi dán dán chuyển Bến Tre hả? Em dưới Bến Tre lên nè. Em ở Mỏ Cày Bắc. Dạ, vậy là cũng chắc cũng Phú Sơn, Phú Mỹ gì quá. Dạ, vậy chị bán bông nhãn thọ luôn á hả? Hoa giấy hả? Hoa giấy như vô chậu vậy là bán bao nhiêu chị? Dạ. Vậy là mai với mấy cái này luôn á hả? Con này ở dưới mình cũng có làm luôn vậy hả? Nãy giờ em đi vòng vòng em ta mua mấy cái cây này nhiều. Giống như nó nhẹ tiền hơn. Nhưng vậy là nhiêu chậu hả chị? Ớt hả? Ớt hả? Dạ. Ớt thì bán 1 chậu đô 40. Dạ. Thì chắc nhẹ nhẹ vậy người ta mua dễ, người ta chở dễ vậy. Em nghĩ chắc chưa rộ hay sao á. Hồi nãy giờ em đi từ sân khấu lại đây luôn. Thấy là gà vậy ha. Dạ. Chứ em tưởng là chỗ này xa thì vắng hơn, nhưng bên kia cũng vậy. Dạ cũng vắng vậy hả? Dạ. Em không biết sao nữa. Tại vì ở Bến Tre em chưa có đi. Em thấy cũng bài nhóc rồi, em tính về mên qua về Bến Tre nè. Như giá năm nay là nó cũng bằng năm rồi hay là nó có cao hơn thấp hơn gì không chị? Năm nay thì nó cũng bán đây ra là giá cũng bằng năm rồi. Nghĩa là cái giá mình định là cũng khoảng khoảng vậy đó ha. Thêm cảm ơn chị. Giá thì mọi người cũng giữ giá là bằng năm rồi hoặc là thấp hơn các bạn, chứ cũng không có cao hơn. Chị này cũng nói mới vừa lên thôi nên bán cũng rai rai thôi, rồi cũng chưa có hút nhiều. Hôm nay bán khá không em? Em bán cũng này á hả? Này là kia dạng thọ hả? Kêu bằng cúc dạng thọ. Kêu là dạng thọ cúc hả? Dạ. Cúc thọ. Còn mai này là nhưng mà giá cả thì so với hàng năm á thì nó bằng hay nó có hơn hay có giảm gì không? Giá cả so với hàng năm chắc là giảm hơn. Giảm hơn nữa hả? Tại vì dân người ta bớt chặt chi tiêu đó. Giảm hơn anh nghĩ tao phải mua nhiều chứ, chắc nay tao chưa mua quá ha. Dạ em cũng chưa biết tới sao nên bây giờ thấy vậy á, tại vì kinh tế khó khăn á. Chắc có lẽ là vậy nên là họ mua họ cũng cân nhắc hơn. Đúng anh rồi. Đi từ sân khấu lại đây nè, anh thấy sao cũng lưa thưa vậy á. Anh thôi chắc chưa quá. Thôi cảm ơn em nha. Em đi bằng ghe hay bằng xe? Đi ghe. Đi ghe hả? Đi ghe, giờ đi ghe vui quá ha. Chào em ạ. Các bạn nhìn thấy đây, trên con đường vậy nè. Là tại bữa nay trưa thì mình cũng nghĩ là bữa nay trưa các bạn. Mình thấy là mọi người hay là thích cái bông giấy hơn, tại vì bông giấy tre các bạn. Và em mới nói là năm trước thì những cây bông giấy lớn á, ngũ sắc 6 triệu, nay giảm còn 4 triệu rưỡi nhưng mà vẫn bán chậm. Này nhiêu chậu vậy hả chị? 250 hai chậu. Ở bên đó là 150 thôi. Hồi nãy em thấy có một mấy em nó mua 150 vậy. Dạ mấy đây nè. Dạ. Yeah. Có lẽ là 150. Mà mình để lâu. Mấy cây trồng bự quá trời, đã quá chị. Mấy cây màu hồng đẹp quá bạn. Mấy cây màu hồng đó là 1 triệu nha các bạn. Cây gốc cũng rất là bự đây. Bây giờ cây gì có 1 triệu thôi. Sắc tươi huy hoàng trong nắng mới, mình cùng nhau đón mừng mùa xuân. Niềm vui hạnh phúc trong trái tim người nghệ sĩ. Vừa rồi mình cũng chia sẻ với các bạn thấy những hình ảnh của chợ hoa lớn nhất tại thành phố Hồ Chí Minh nha các bạn, chợ hoa Bến Bình Đông quận 8. Lúc sáng mình có đi ở công viên Lê Thị Riêng. Cũng có bán hoa nhưng mà không có nhiều. Rồi khu vực ở đường Nguyễn Văn Cừ, quận 5, ngay khu vực ở phía trước trường chuyên Lê Hồng Phong và trường Đại học Bách Khoa, trường Đại học Khoa học Tự nhiên các bạn. Thấy cũng có bán nhưng mà
cũng lác đác lưa thưa thôi, không có nhiều như ở đây. Và điều mình cũng hơi bất ngờ chút xíu là bữa nay là ngày Chủ nhật các bạn, ngày 25 rồi, 25 tháng Chạp rồi, ngày ngày nghỉ. Nhưng mà mình thấy lượng người đi mua bông, mua tiễn không có nhiều các bạn. Chắc có lẽ là bữa nay cũng chưa cận Tết lắm. Mình hỏi các thương lái thì mình nghe họ nói là giá thì ít nhất là giữ giá như năm rồi, hoặc là thấp hơn chứ không có cao hơn. Nhưng mà bán thì vẫn chậm. Các chị cũng chia sẻ là do thời buổi kinh tế khó khăn các bạn, nên là mọi người mua cũng rất là cân nhắc. Nãy giờ mình thấy là hình như là nhiều là cúc nè, rồi vạn thọ, ớt, rồi hoa giấy, hoa mai thì mình thấy còn hơi chậm quá ạ. Hình như là nguyên khu vực này là mình thấy là ở Bến Tre hết bạn, ở Bến Tre lên. Tại vì khu vực Chợ Lách và Mỏ Cày Bắc chính là xứ sở của hoa kiển, nên ra phần là từ Bến Tre trở lên nhiều. Còn những nơi khác như là làng hoa Sa Đéc hoặc ở miền Đông ở Bình Dương cũng có mà, nhưng mà số lượng chắc không có nhiều. Tại vì chỉ có khu vực ở Bến Tre là thường là di chuyển bằng ghe lên đây nhiều. Ghe sẽ di chuyển từ khu vực sông Hàm Luông Bến Tre rồi qua Mỹ Tho, kênh Chợ Gạo đi dài lên trên này. Đi đường ghe thì cũng xa hơn đường sông, nhưng mà xa hơn cũng không có nhiều lắm. Cũng tạm chấp nhận được, tại vì chở bằng ghe thì hoa kiển sẽ được bảo quản tốt hơn. Với lại là mình thấy là mọi người cho hoa lên, tại vì cái không gian, cái gian hàng chúng ta không có nhiều mà, không có chưng hết, rồi số còn lại còn để ở dưới ghe. Thì đi ghe tiện hơn, thì bán hết thì sẽ chuyển lên thêm, còn đi xe thì không có đậu trên xe được. Với lại là xe đi rất là nóng. Đây các bạn thấy là bây giờ là mọi người cũng bắt đầu đi, nhưng mà chủ yếu là những ngày đầu này họ xem thôi, xem giá cả như thế nào. Đoạn đường từ khu vực cầu đi bộ số 7, khu Mỹ Cốc đến cầu Chà Già chắc cũng khoảng cả dài khoảng 2 cây số bạn. Trên dưới 2 cây số là khu vực chợ Hoa. Và vừa rồi mình cũng đã chia sẻ với các bạn những hình ảnh của đêm 25 tháng Chạp tại chợ Hoa lớn nhất của thành phố Hồ Chí Minh, chợ Hoa Bến Bình Đông, quận 8. Và mình cũng nhận thấy là tình hình ngày hôm nay thì mình thấy là mọi người đến mua cũng không có nhiều, và giá cả thì bằng nhau hoặc là thấp hơn so với năm rồi, đa phần là thấp hơn. Và video này mình cũng xin dừng lại tại đây nha các bạn. Mình sẽ tiếp tục cập nhật một số hình ảnh ở những nơi khác về chợ Hoa. Và sau đó là qua Tết mình sẽ ghi hình chia sẻ các bạn những buổi lễ nha các bạn. Buổi lễ ở đầu năm cho các bạn cùng xem. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và xem hết video. Xin chào tạm biệt. Bao mùa xuân đẹp từ bức tranh, bao pháo vui dạt dào, nhà nhà vui mừng đón xuân, nâng chén xuân ly rượu vui chúc mừng. Bao lời chúc nhau năm mới vui xuân vầy, đời mình luôn tươi đẹp hơn, mau ước mơ đôi mình chung sức chung lòng dựng xây, yêu đến khi bắt đầu chào mấy khúc nhạc quê.